Rồi Vịnh Thực Tế mến chào quý chú anh chị nha. Thì buổi sáng hôm nay thì như là lễ đám tang của ông anh thì cũng giờ này cũng chuẩn bị đưa đám tang đi an táng tại chùa Noren Nam Sam Kho nha. Đó thì hiện giờ thì bà con cũng đến đông đủ để như là tiếp để đưa tiễn ông anh đến hỏa táng tại chùa ông Kho nha. Đó giờ thì cũng chuẩn bị đưa tiễn ông anh đến an táng tại chùa ông Kho nha. Thì bà con đến cũng rất đông nha. Thì hồi tí xíu thì như là mình không có đi được xe thì như là đi xe thì cũng được, nhưng mà tại vì là hôm nay tại chùa ông Kho cũng là nhân dịp lễ trôi trăm thơ mây của đồng bào dân tộc Khmer nha, thì nên không tiện đi xe thì ra đi bằng ghe nha. Để đi xe thì ở trong chùa thì khó vô lắm, nó kẹt đường cái nhà. Rồi cũng tới giờ chuẩn bị đưa đám tang đi hỏa táng tại chùa ông Kho nha. Đó, giờ ta cho đang chuẩn bị đưa miền phố khui chung quanh đây phố bình trong nơi nó cầm lăng nam bay con sóc nó sôm ba con nó sẽ cái đây trong cái đây chụp ra được nam lâu tục lâu khô cầm ô chuột bé đang bay lâu trong chân nó tiếp mặt bò phò phai hôm nay có con lục với căn phòng một bộ căn phòng bò rò bò chạy xa ba tuổi lúc giờ là o thế ôi ba tuổi tháng năm rồi đấy ôi ba bò bò qua nó sẽ cái đây sống được trong ba chụp ra được ba được nam lâu nó là ba đây xưa đây là ba sập thế sập đi nam bộ ba sập các quan đó ยศักดิ์สักสามสักมีนางพระสาหาสักสักปานเนี่ยยศักดิ์ก็บุกกระทำสักโดยเพียงเพียจ่าผู้มันมาสักสมสักบุกความสัก
con cần sắp bồi trên cả nạ xôn coi bàn sắp sốc tên cử phía thì tham hóng sốc tên cổ hữu coi chéo sốc tao nhẹt tao cư phong vòng sọc đều dông bởi bàn sức đây chốc thủ nông sông sửa bái bòi này đây gặp ọc đi của mấy bà ra dương con kể ra tuân tâm con của bà ra sạc thi liệp hình bà ra châu châu để linh thi oi tha nhóm bà nọc phi tê và đa mươi ba chạy tham oi tha chân chọc năng biến sông bất mên biến sông bất mên bà ra vây bằng châu Look, mob. Chùa nha, mời nhà cả nhà mình cùng xem nha. Chọt nỉ vinh chọt nỉ đấy tới cặp lọt tú lên bộ một con đường vắng thì chưa đi tới
miền sấy mà nấu sò hơi đi nó đâu tao mà đóng suốt nữa cái chi cái vô tọc hàng đấy nè cái này đâu tao suốt mà đóng bánh đinh đinh ở đặt cây là chẳng hay ô chi mà khơi nó đổ mà đổ khơi nó đổ lại lại có chết đấy tính nói xấu rồi cạo nó đưa ra trồng hồ ra nói khui nữa người da khổm mà trồng hồ chứ da trồng hồ là người da khổm lắm mưa quan đây mới đi không rồi vậy là hòa táng đã xong ha cả nhà, thì chuẩn bị nhập hài cốt đem về để mừng tình, sau đó thì để vô hũ cốt nha, thì còn là xong thì đem về thôi. Là cha đang tập kinh xong thì các con cháu nhập cốt đem về. Để, cốt hậu cốt sau đó là mình là sẽ cấp nước cho tất cả các nhà mình sẽ tiếp tục nha. Sao tao tao không hùng nó là ba chạy lên nó chưa bật biết ấy đâu không môi chứ
nướng dương thịt cha là na tỏng lại nướng á, nướng ấy để cho mình thấy ấy, ba giờ chợ này miền không uy khá nữa, mình đặng ấy dập cho mới lê vậy thì bảo là lê buôn phèm phòn nó cục pin mà lại vô tờ bài, nó quật nên bây giờ vậy nó giờ cá thịt cha là na, rồi bỏ dương ngồi ngay nó chơi bọt chơi với bài thấy mình đã coi thử rồi, nó con là tao chạy đây, à nó kia biết bảo mình cháy một chút kia biết nó dương nặng hết. Hiện với đã đạo dương về đất chứ không hỏi cái hưởng chú lò đó đó đừng khen ái à ngót mới đánh ai hử đâu ai hử cho đâu mình chưa làm không biết nọc miền ấy đấy nhiều cái đâu chui với của chân đạo cách đó đi chặt của từ bảy ngày sĩ nhân nó chấp cầm mặt thầm ấy nè sĩ cầm xâm lê cầm xâm ấy em chặt chẽn ha làm gì chặt xâm lê tệ là nó chặt xâm lê thầm em bây giờ nhận tội rồi nên hay hay như mình làm nhưng mình ăn mấy mình xài tôi lúc còn cục bông ôn hồ thu bánh tuôn ôi nó ngủ ôm chặt của ai mới tao vậy cho tao là nã quất tao chết cõi nó không được phải cái gì mãi cái nó hóa mẹp tho cách
cần ghen mà ăn cần sốt hơn. Đúng rồi, đặt cái mưa cười nhá. Hãy là bà thầy mưa. Hãy là cổ lục nên lưu tính sẽ có. Lưu không có. Ờ, chứ là quý mưa thì mưa dù tối cuối ra lửa hứa. Điều này người đặt cho mọi chặt ra đây. Rồi lưu ngọt không. Mình chia sẻ nội tin. Cô nữ ấy ông. Vì lưu mày ấy đi.